sơn gió nữa trong khi sơn lên sơn tuấn nữa tất kỳ nó chơi hôm nay thì tiến lòng nhau cho sáng mì cả ho dù trả cả sẵn nó phát sinh thả thế hay tụi chết rồi nè chơi có ngã sơn tông tông nó phát sinh thả chứ ho ngã tôi nè tôi sơn nó chơi họ bỏ lỡ sẽ xin đầu thế ồ tất kỳ này tôi là bàn thì nữa tất kỳ nó tôi là bàn thì tỷ bé thì nó là sẽ xin đầu của nó xong sẽ sai rồi chơi sinh đồ của nó bút chân nữa nè dùng thay đồ nữa nó chơi cho ta la bàn thịt tịp bé thì nó nên tôi ta la chung chơi chỗ chơi sinh trầu hết chẳng bao giờ dùng xe cưng cầu đi nữa chẳng là sự tông tôi được phát sinh thả có bây giờ có chuyện được bỏ có chuyện hay là trắng đấy ôi gọi đấy chứ đi bỏ cũng có cũng có bỏ cũng nè bỏ mà chỉ có tổ tôm ta ra nè lỡ gọi anh ta tôi được phát sinh ta thả chị tôi sao chị phát sinh ta tại vì tôi phải ta ra nè chị ừ họ kìa một thằng ở kia nó cho một thằng được kia này nó xứ nó nè chậm chân chị chăng à đi chỗ luôn này nè chị tiền chỗ hả hai cái gì nhưng bây giờ nghỉ giờ nữa ờ hai bây giờ nghỉ giờ ôi nâng sữa phải liều rồi nếu mẹ anh này nếu chị cứ sức bơ đến ra sức khỏe nè เดี๋ยวมันยาเสพติดกันทำเนี่ยจะหาคุณเจ้าหาคุณเจ้าเนาะเอ๊ะก็ปกติก็ประจังนะจ้าจ้าตรงที่ปอก็ที่จ้าตรงเออจ้าเสียอ่ะเออก็ตรงนี้นะ bây giờ mà cái bột có phải trắng rồi đó bây giờ thì mới ra chém ảnh này cứ sức phun à sao sẽ phê mẹ này lo là sao sẽ phải phê ấy à cũng mặc cứ khứ cái bột của nó mới ra nhớ chè ở bên đó chả xe nhớ chào cái ông ấy chạy được chặt xá, ấy chả nữa lúc con này, ấy chả tao ba tổ chơi lỗ rồi thế luôn nè, cứ sờ lát tờ cứ xin cho mình nhau lo Yesus tại đó tự rồi Yesus tờ vì đó Phật gia ta cho biết sơ sơ nên tôi một tháng không nè chết rồi ừ ta để chờ cái gì ra để chờ cái gì đã nói coi che cũng mặc cái gì cũng như sao bây giờ tôi phải té à như sao bây giờ phải về té nhà nên kia là che sơ lo bữa đó chọn luôn sơ à nhất định té ở đâu chọn luôn sơ mới ra xếp hè thì chơi cái gì ấy chơi cái đúng là nữa muốn ra cho chị muốn ra cho chị à cái muốn ra cho chị à cái gì muốn ra cho chị à giờ con thấy vậy đừng nói vậy nãy giờ cái gì cũng không thấy vậy
nó chơi tí lúc xíu đi dọc chả gì có thành nên chi là bắt bắt quá chơi tụi nó chơi dưới tụi 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 đó, giờ chị có sức sức khỏe cái sân tàu của sếp của tôi xin là chị nhưng mà thằng đó chị chỉ phát bé bé như được chết chị bé nó mở cũng không hay à chị của qua chị của sự sẽ chết rồi nó sự tật của chó nó nè chó vô đi luôn ra hết chó vô đi luôn chặt tay à cái sân tàu của nhà này ủa nên nhớ là chị tàu đó chị sự tật mà giờ Chị ơi tôi nhớ của tờ tất cả tình nhớ là chê giá trị không biết tất cả là mẹ sẽ là sai sẽ là nó nhớ từ năm sai ê nó có một lấy của tôi phải không nhớ từ nó dễ hả ê ở gì đi phê mà muốn tàu tôi có sự lập hơn các tôi cỡ nó sao vừa đặt chưa? Chị tên nó tập bảy chế ra mà đi món tàu. Chế rồi ta. Thầy tập bảy cái chế là nó hả? Tên đấy là cái gì nhá? Nó. Nó hôn nhỉ? Tên đấy là cái gì nhá? Nó hôn nhỉ bơ nữa hả? Ê, tên đó, tao lại là tên phê. Thế thì có nhiều cái này. Sai. Cái gì mà giờ chế, bây giờ sắp phải vậy vậy, bây giờ còn chưa sắp phải vậy vậy. Chế là. Chế bay. Sao ra đi cơ? Tôi luôn chạy vô đi rồi. Chế là. Chế là. Nó biết là chỉ muốn chế tôi không. Đây bên cho chế. Rồi đó. Chế là chơi là. Chị là cái gì mới ra chè có sức khỏe à lỡ lỡ chị là tớ chị là bé rồi họ cứ dân những số giờ rồi bé phát sang tớ lỡ bé chỉ hiện giờ cái gì là bé chỉ hiện giờ chè cái tên niệm rất tuyệt thái giống như cả sĩ giống như gia hết chè để chú quý vợ chè chị vợ à chị thả lại giống như gia đình đi chè muốn thả xa như là bác chị của nhà chè giống như gia chè xếp xếp phải chị cậu thấy vợ chị vợ cái tên niệm tôi nói nhà thì tôi bảo ê cứu cọc cứu nó dưới đây nhỉ nhớ là nó có mưa che cọc chỉ tuổi che cứu không cho sức che cọc là ở đâu chén đốt đốt chén cái cái của nhóc nó dùng nhớ dùng cái ca sĩ ở đó hả cái đường đâu giờ gì à nhóc có giờ gì à chờ tôi chống chờ tôi chống ai chờ tôi nhóc có giờ chờ tôi chống ai của mẹ sao cứ sai à thầy cho mua cà chè mua da sức chè phải dùng rồi mua vừa là trả cái dùng muốn da thế nào cái gì mua chi
lo nghe hết cũ chứ mày muốn giặc đua xe à mới giặc chiếc gì à chiếc phe chứ không bảo mấy cái chiếc gì à nó mấy cái chiếc gì đó nâng nhỉ nó nhớ rồi rong chè tóc phe của rong là tóc phe chè nên nó chè vẫn chay vẫn chỉ chè chay thảm trở cái gì giống như da chè ấy sợ chè vừa to lại chè là mới dùng làm to hết hiện trời bây giờ nhớ tóc phe xong nó cũng lát thở cũng trâu liền chén ăn chứ cả bé chị từng đấy nếu hú lo chơi cái đó thì chị chỉ sợ thả thì cứ nhớ quỷ lắm sao kìa họ cứ lo hiểu cũng bắt thả hết à cứ lại nhớ quỷ lắm hết cái kia kia à nhớ đây đây hả thả lo luôn chứ ừ nhất chỉnh rất là họ tự nuôi chè ấy nó biết cho nó có bò lò là bé à có hay có nó với nhau là cha bé rồi nó biết chơi là tiếc cái kẹo đó ê cho cái nhạc kia để coi kia cái nhiệt thế cái lúc của che cái thở các bác anh nhất tôi lấy rồi của tôi nhá em muốn nói của tôi muốn chân à có phải muốn chân không chưa cũng muốn chân ấy nó cái mùi xong kề có vậy đem bà cửa sắp tông à đúng rồi này vậy vô lá ra này nhớ mi can này vậy vậy lá ra nè cái gì kia ở lần sau thì lại có hết các tiền cứ mà đi sai cửa à ổn đã mà có hết các tiền em cũng sẽ sáng được cái thằng này không đấy mà chỉ nghe cả nó sống tủ à chỉ có thể trả cho mùa nhá xin lỗi tí gì mong bạch chi à mình sẽ chơi lò đó ở ông nó tí mi cái hết tí nó ship bò tí cắn tí nó ý số mò tí bé nó gì mong hả nhá anh nói đóng cửa cái tôi về cơ nè cứ chờ sáng nó cứ thả sáng nay đi ăn xong đâu sáng nay uống mà đi chuẩn bị ra chơi xong đâu sáng rồi thì anh nhớ là xong đâu xía sợ liệu có chi đủ giấc tập tết xong xong rồi chị cũng lo ui giống như đủ chỉ sáng thả xong đâu liệu rồi nhớ gì nên cứ chơi xía nhìn đã lên thì cho nên sợ được không đâu phải sáng thả nó sợ chỉ có thả để hết chị nó sẽ ở trong đó nó sẽ hợp với hàng mà sinh dưỡng đó nữa chỉ hai lo từ chỉ trong là ni hai giờ gì bố